Vâng, em xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em ạ. Vâng, các bác nhà mình ơi, em lại có siêu phẩm cho các bác nhà mình đây ạ. Vâng, một siêu phẩm của Mercedes, con này là C250 các bác nhà mình nhé. Một chiếc xe tuyệt đẹp luôn mà vừa được em Phương tuyển chọn về cho các bác nhà mình đây ạ. Đó, vâng thì xin thông báo với các bác nhà mình là nếu mà bác nào mà có tầm tiền mà hơn 400 triệu này đấy, có tầm tiền mà hơn 400 triệu mà đang băn khoăn mà chưa biết lựa chọn chiếc xe nào mà sang trọng, đẳng cấp và đẹp phù hợp với mình, thì đây chính là một cái lựa chọn, một cái chiếc xe rất là đẹp cho các bác nhà mình ạ. Chỉ có 465 triệu các bác nhà mình đã có một chiếc Mercedes đẹp tuyệt vời ông mặt trời để đi rồi các bác ạ. Con này mà đi mà quan hệ mà giao lưu mà kể cả mà chả cần quan hệ mới giao lưu mà các bác nhà mình bình thường đi thôi nó cũng đã chất, nó đã đẳng cấp rồi. Các bác bước xuống con mẹt, người ta nhìn các bác nó cũng đã khác rồi các bác ạ. Đấy, nó khác hoàn toàn các bác nhé. Vâng thì trước là mẹt nó rất là nhiều tiền các bác ạ. Đấy, con mẹt này 5211 các bác phải bỏ ra loanh quanh tầm 2 tỷ các bác mới sở hữu được. Mà ở cái thời điểm đó tiền nó rất là giá trị, rất là to, rất là nhiều người chỉ được nhìn em nó từ xa thôi các bác ạ. Đấy, và ước ao chạm vào thôi chứ nhiều khi là cũng không có khả năng để mua chiếc xe đâu các bác ạ. Đấy, nhưng mà bây giờ các bác nhé, giá trị sử dụng còn nguyên. Đấy, còn đẹp long lanh, còn mới keng, mà các bác chỉ phải bỏ ra 1/5 số tiền thôi ạ, rất là hợp lý. Con Atis các bác nhà mình mua 211 các bác nhà mình mua cũng phải hơn 400 rồi đúng không ạ. Đấy, vậy thì tại sao lại không chơi con này đúng không ạ? Cũng là phân khúc C mà nói chung là xe Đức thì nó phải nói về độ an toàn, độ an toàn, độ sướng các bác ạ. Đấy, nó mới là đúng là ngồi trên lái xe ô tô các bác ạ. Đấy, vâng thì con này những chiếc xe Đức này các bác ạ, đấy, dành cho các bác là yêu xe và đam mê xe và biết hưởng thụ các bác ạ. Đấy, còn các bác mà lo là, còn các bác mà những bác mà đi Toyota thường thường là những bác trung trung tuổi. Đấy, muốn là ăn chắc mặc bền thì thực sự là Toyota thì nó cũng lành tính các bác, nó chỉ có mỗi cái máy thôi là quan trọng thôi, còn option không có gì cả. Đấy, còn nhiều bác nghĩ là mẹ nó hay lỗi, nó khó tính là tại vì là các bác chỉ nghe qua truyền miệng thôi, chứ hoàn toàn là mẹ nó, những người mà đi mẹ C và mẹ E thì đều biết là nó rất là lành tính thôi, không có gì cả, cũng như Toyota thôi các bác. Đồ nó bảo dưỡng thì nó có mấy loại đồ cơ các bác thích hay tầm tiền nào cũng được, đơn giản thôi. Đấy, vâng thì em lại chia sẻ một chút nhá. Nhiều bác là bảo mẹ là nó hay lỗi thì cũng đúng các bác ạ, đúng, nhưng mà nó sẽ là các bác đang hiểu sai vấn đề nó như thế này. Nó hay báo lỗi là vì sao? Tại vì là nó rất là thông minh các bác nhá. Nó rất là thông minh, nó có rất là nhiều cảm biến. Nó khi mà nó có một cái gì đó là nó báo trước cho các bác biết để các bác có cái xử lý trước. Đấy không phải là lỗi mà đấy là cái cảnh báo cho các bác nhà mình các bác nhá. Đó, chứ không phải là lỗi đâu, đấy là cái cảnh báo cho các bác nhà mình để các bác nhà mình biết để xử lý trước để mình đi xe an toàn. Còn những chiếc xe mà thực sự là nó không có một cái, nó có ít cảm biến rồi là nó có ít những cái mà công nghệ thì đương nhiên là khi hỏng các bác mới biết đúng không ạ. Đấy, thì cái chiếc xe Đức những dòng mẹt B nó hay báo nó có cái cảm biến và nó rất là thông minh, nó báo cho các bác là vì vậy. Đấy, cho nên nhiều bác là nghĩ là nó hay báo lỗi trên tablo, nhưng đấy là nó cảnh báo cho mình chứ không phải là lỗi các bác nhé. Vâng, thì chia sẻ ngoài lề một chút thì em xin giới thiệu đến các bác nhà mình một con siêu phẩm Mercedes 250 sản xuất 2011, xe tuyệt đẹp luôn, xuất sắc luôn các bác nhà mình nhé. Đó, mà giá tiền lại rất là phù hợp cho các bác nhà mình, chỉ có 465 triệu các bác nhà mình đã sở hữu một chiếc Mercedes rất là đẹp đi rồi, sang trọng, đẳng cấp, tuyệt vời luôn, đẳng cấp của ông chủ và những doanh nhân các bác ạ. Ngày xưa nó nhiều tiền thì không dám chơi, nhưng bây giờ thì thực sự các bác là lên chơi các bác nhé. Tại vì đi nó sướng lắm. Đây các bác, đóng cái cửa đã thấy nó chất ngất rồi. Và con này nó đẹp lắm các bác nhá.
Đây ghế kiếc này. Rồi em sẽ quay cái máy cho các bác nhà mình trước nhá. Còn đâu là tí em sẽ quay ghế cho các bác nhỉ. Các bác nhìn sướng chưa? Vô lẳng này. Ui giời ơi. Mới keng. Đấy. Các bác nhỉ. Thì vừa rồi cũng rất là nhiều bác mà hỏi em quan tâm mẹt vừa tiền. Thì các bác nhà mình tham khảo nhé. Đây, xem vừa mua về xong nhé. Xem vừa mua về xong đây. Nhưng mà em cho các bác nhà mình xem con này nó đẹp ngất ngây con gà Tây như thế nào các bác nhà mình nhé. Thì nó nằm ở đây này. Các bác này. Đây em cho các bác nhà mình xem nhé. Thì các bác nhà mình biết rồi, em Khương luôn làm những cái mà rất là thật. Đó, có thế nào thì em Khương làm như thế. Nhưng mà đây, con xe này em vừa mua về nhé. Nhưng mà xe nó tuyệt đẹp luôn. Nó tuyệt đẹp luôn, nó chỉ có bụi thôi. Con này nhá, mà xịt qua đi thì nó bóng lắm các bác. Nhưng mà đây, em chia sẻ các bác nhà mình nhé. Cái đẹp thì bao giờ nó cũng luôn hiện hữu, chứ không cần phải là phải rửa ít các bác nhé. Thì đây, nó làm đây này, các bác nhìn này. Cổ bô xe của em này. Đây các bác nhìn này. Nó trắng sáng chưa các bác? Này. Máy số zin đét các bác nhá. Máy số zin đét cam kết bảo hành cho các bác nhà mình 2 năm sử dụng luôn. Đó, bảo hành máy cho các bác nhà mình 2 năm luôn các bác nhá. Xe nó rất là chất luôn đây ạ. Nó sáng choang này các bác nhá. À, từ những cái chi tiết này của nó này rất là sáng các bác ạ. À, từ những cái chi tiết đây các bác nhá. Các bác nhìn này, đẹp tuyệt vời luôn. Con này nó là xuất sắc rồi. Các bác đây này. Nó sáng choang này mà. Các bác nhìn cái cổ bô chưa? Các bác nhìn cổ bô chưa? Sướng chưa? Đấy, cái phần số nhất hộp số kìa. Đẹp ngất ngây luôn ạ. Đây các bác nhìn này. Từ cái đai cái yếc này các bác nhá. Này, từ các con ốc này zin đét 100% nhá các bác nhá. Con này mà em xịt xiết đi thì nó là bóng nhoáng luôn các bác ạ. Đấy, tại vì cái cốt nó đẹp như này rồi các bác ạ. Đấy, nhiều bác đi mua xe thì hay thích mua mộc, tại vì mộc thì nó có như thế nào, nó hiện ra như vậy. Đấy, cái cốt nó như nào thì nó hiện ra như vậy, nó sẽ vẫn là đẹp thôi các bác. Nói chung là con này thì nó là xuất sắc rồi các bác, nó là xuất sắc luôn, máy cực sáng luôn. Xe đi nhiều hay đi ít các bác cứ nhìn cái cổ bô đây này. Đấy, các bác nhìn cái cổ bô chưa, không có han gì thì cả, sáng trưng luôn ạ. Từ cái da máy cũng vậy, rất là tươi luôn. Từ những cái nhôm cái yếc này của nó cũng vậy này, từ các chi tiết này các bác nhìn này, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé. Nếu mà thị trường mà để có một chiếc xe mà cùng đời mà đẹp như em nó thì thực sự các bác là sẽ rất là hiếm có đấy ạ. Đây các bác nhìn, từ những cái chấm sơn này các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Chắc lịch như một cái lắm cơm luôn ạ. Vâng, đây các bác nhé. Đèn của thế hệ mới C250 đấy, thì là đèn của nó là nó đã là cải tiến rồi các bác ạ. Đèn của nó đã là liếc hết hết rồi đấy, liếc hết tinh cầu thủy tinh. Đó, rất là hiện đại nó, chứ nó không như đời 2010 nữa. Tất cả là ở dưới này cũng là đều những dải led hết này, cảm biến xung quanh xe này các bác nhé, cảnh báo va chạm, cảm biến xung quanh xe. Sơn, nước sơn con này zin còn rất là nhiều luôn. Biển thủ đô Hà Nội, bác nào thích thì về làm cái công chứng thôi là có thể ok rồi. Còn bác nào ở Sài Gòn hay là Hà Nội cũng không lo mất 20 triệu tiền biển các bác nhé. Đó. Vâng. Trời ơi, đèn đóm này các bác này, trắng tinh luôn này các bác này, rất là đẹp luôn. Hết nước chấm luôn ạ. Phần vỏ rất là căng này các bác này, từ những cái chi tiết mạ chrome này các bác này, sáng bóng luôn này. Đèn đóm rất là đẹp luôn. Vành nhé cũng vậy, không có xước sát gì cả. Vành rất là đẹp luôn. Máy con này thì máy thế hệ mới rồi, tiết kiệm hơn 40% nhiên liệu. Đẹp tuyệt vời luôn. Chắc lịch luôn ạ. Xe Đức có khác. Đây 250 các bác nhé. Các bác xem cái cốp nhá. Tất cả chi tiết cốp nước này. Lẩy rất là đẹp luôn ạ. Lòng trong nhé các bác nhé.
lòng sông đây các bác này, rất là đẹp luôn ạ. Không có han gì các bác nhé, không có han gì cả, bản rất là đẹp luôn. Rất là vừa tiền thôi, chỉ có 465 triệu các bác nhà mình đã có mẹt sang trọng đẳng cấp để đi rồi. Form dáng thì không thể chê rồi, nói chung là con mẹt thì các bác đi thì nó đẳng cấp rồi. Cái form này thì nó cũng là cái form mới rồi. Tất cả dài ấy, zin nguyên bản các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Này, từ những cái phần ốp gỗ này của nó này, sáng bóng luôn này. Các bác nhìn chưa? Ui sợ ôi, sờ vào mát lim 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 luôn. Đây ạ. Từ các những cái chi tiết nhựa lon, nó không bị bong các bác ạ. Đấy, cao su lon. Giá đẹp như này cơ mà các bác. Chả khác gì một cái những cái chiếc xe mới, đời mới bây giờ đâu ạ. Đấy. Những chiếc xe Hàn với xe Nhật thì xe mới, nhưng mà thực sự nếu mà để về nói da ấy thì chắc chắn là không thể so được với chiếc dòng xe của Đức này được các bác ạ. Mẹt mà. Đây các bác này, kiểu cái quang cửa này nó rất là mới luôn. Đây da ấy này các bác nhìn này. Xin thưa các bác, da của em là nguyên bản các bác nhé. Này, da nguyên bản đây, mà nó chưa có một dấu hiệu gì gọi là cũ kỹ theo thời gian các bác. Thảm theo xe đây các bác nhé. Mặt táp ly này đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Thực sự rất là đẹp luôn. Con này không một điểm trừ, không một tì vết các bác ạ. Này các bác nhìn này, không một điểm trừ luôn ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Này, cao su lon này các bác nhìn này, em quay rất là kỹ cho các bác nhà mình nhé. Đây, củ số này, tất cả các cái này, các bác nhìn này, những cái này là đều được gọi là mạ hết rồi. Đấy, đây các bác này, rất là đẹp luôn. Thế hệ mới thì là bản táp lô nó như này rồi, nó như kiểu cái mẹc E đấy các bác ạ. Nhưng cái con mẹc C này thì nó sẽ ngắn hơn một chút thôi. Đó, mẹc E thì nó hơi dài. Đấy, bác nào mà thích vừa vừa thì chơi con mẹc C thì đi rất là vừa vặn, nhỏ nhắn xinh, vừa vặn xinh xắn. Tất cả trần nhiếc rất là đẹp luôn các bác nhé. Vô lăng vô yếc thì chả khác gì cái vô lăng mới cả các bác ạ. Chắc lịch luôn. Rồi, các bác nhìn này, lộ thất nó đẹp như thế này cơ mà, quá là đã luôn. Đây, con mẹc C nó chả khác gì con mẹc E các bác, nó cũng có rèm này nhưng mà nó sẽ bé hơn một chút thôi các bác. Nói chung tình trạng con này nội thất còn như là mới luôn các bác ạ. Nội thất như mới luôn, đẹp xuất sắc luôn. Dài nhất này các bác này, không có bị rách, không có bị gì cả các bác nhé. Đằng sau cũng đã có rèm che lắng rồi các bác. Đấy, con này thì mấy con mẹc E thì nó tương đồng với nhau các bác, nó chỉ ngắn hơn thôi các bác. Đằng sau cũng đã có sạc hết rồi các bác. Từ những cao su lon này nó cũng không bị bong cái gì cả này. Bên này cũng vậy các bác nhé. Cửa ấy đẹp xuất sắc luôn. Này các bác nhìn này, các chi tiết này, đẹp tuyệt vời luôn ạ. Dài này, như là mới luôn các bác ạ. Mở bao nhiêu năm rồi đây các bác ạ? 11 năm rồi. Mà thực sự các bác là tất cả các cái của nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Từ những cái chi tiết nhựa ấy này của nó này, từ những cái chi tiết thảm miếc này rất là đẹp luôn. Đây, từ những cái chi tiết này cũng vậy, chân ghế chân miếc này vẫn còn nguyên những chấm sơn, chưa có tháo vặn gì cả. Ghế đẹp xuất sắc luôn. Ghế đằng sau thì chả khác gì một cái ghế mới cả các bác ạ. Vâng, thì xin thưa với các bác, nếu mà xe nó có đẹp hay không thì các bác lại nhìn về phần bên lái này nữa các bác nhé. Phần bên lái này, xe có đẹp hay không này, tất cả các cái đẹp rồi này. Đây, xin thưa các bác,
phần bên lái đây các bác nhìn này, nó chả khác gì những cái bên kia cả các bác ạ. Đây các bác nhìn này, đẹp chưa các bác, tưởng chi tiết cao su lon này các bác nhìn này, nó vẫn còn bóng này, mà chứng tỏ là cái phần bên lái này là cái xe đi rất là ít cho các bác nhé, nó không bị bong chóc cái chỗ này các bác, cái cao su lon rất dễ bị bong. Đây nữa này. Đấy. Đây từ cái da này còn đẹp thế này cơ mà. Nói chung con này thì nó là xuất sắc rồi các bác. Đời 2011 mà kiếm được một chiếc xe như này thật sự các bác là rất là hiếm có luôn. Đây các bác này, xe rất là đẹp luôn, từ cái ghế của nó này vẫn zin nguyên bản các bác nhé. Đây từ cái ghế này đẹp tuyệt vời luôn các bác. Đây, từ cái chi tiết này, bác nào mà muốn mua Merc thì thực sự các bác là gặp chiếc xe này của em thì nó là hết nước chấm luôn, hết nước chấm luôn các bác nhé, nó là xuất sắc luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Con này thì âm thanh rất hay này, vô lăng này các bác nhìn này, vô lăng này, bác nào biết về xe thôi nhìn cái vô lăng của em thôi này đã thấy nó chất rồi này, vô lăng zin này các bác nhìn này, chả khác gì một cái vô lăng như từ lúc đầu cả các bác ạ. Đây các bác này, nói chung là con này nó là hoàn hảo luôn các bác nhé, nó không có một điểm trừ, không có một điểm gì phải chê nó các bác ạ. Từ cái giá cả các bác nhé, em Cương thì các bác biết rồi, theo dõi kênh của em biết rồi, bao giờ em cũng để cho các bác cái giá cũng rất là yêu thương so với thị trường nhà mình. Đấy, và xe thì em cũng mới về thôi, bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Và giá em đang bán cho các bác nhà mình là 465 triệu đồng. Đấy. Bao giá toàn quốc cho các bác. Mà chất lượng thì nó là cũng là tuyệt vời luôn các bác nhé, xuất sắc luôn các bác ạ. Đó, vâng. Thì bác nào mà quan tâm thì alo cho em theo số hotline 0833 119999 để được chốt một cái giá yêu thương các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em ạ. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.